Một mình nuôi 6 đứa con. Ở thị trấn nọ, có một người đàn bà tên là Hudi làm nghề nhũ mẫu, chuyên chăm sóc người ốm và nuôi dạy trẻ. Bà sống một mình trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Vào một đêm nọ, khi mọi người đang say giấc nồng, nửa đêm rồi còn ai gõ cửa nhà mình thế nhỉ? Ông tìm ai? Bà Hudi phải không? Vợ tôi mới sinh con, nhưng cô ấy lại mắc bệnh nên không thể chăm sóc đứa nhỏ. Giờ đứa nhỏ quấy khóc quá, bà có thể đến chỗ chúng tôi được không? Sao cơ? Đi ngay bây giờ ư? Nhưng đang nửa đêm nửa hôm mà. Ông có thể để lại địa chỉ, sáng mai tôi sẽ qua nhà ông sớm. Không được, phải đi ngay bây giờ. Đứa nhỏ quấy khóc lắm rồi, tôi không thể chờ được. Xin bà hãy đi luôn với tôi. Đứa bé đang rất cần bà, mong bà hãy thương tình giúp giùm. Thôi được rồi, ông chờ tôi một lát, để tôi chuẩn bị đồ đã. Sao ở đây lại tối tăm vắng lặng thế này? Bà chỉ việc chăm sóc đứa nhỏ, còn những thứ khác không cần để ý đến. Nó đang khát sữa, bà hãy cho nó bú đi. Để tôi cho nó bú ngay đây. Bé ngoan nào, ngoan nào. Bà Hudi, trời sáng rồi, bà hãy đưa đứa nhỏ cho tôi và vào bếp nấu chút gì đó cho vợ tôi ăn đi. Được thôi, tôi sẽ đi ngay. Cháo nóng đây, cô ăn đi cho lại sức. Để tôi mang nến vào thắp sáng căn phòng này nha, trong nó tối tăm quá. Không cần đâu, vợ tôi mắc bệnh sợ ánh sáng, bà không cần phải mang nến vào đâu. Thế thì thôi vậy. Mình có cảm giác căn nhà này có gì đó rất là kỳ quái. Bà Hudi, khi nào đứa nhỏ ngủ dậy, bà hãy bôi thuốc này vào mí mắt cho nó. Đây là thuốc gì vậy? Tôi đi chăm trẻ rất nhiều, nhưng chưa thấy ai bôi thuốc vào mí mắt cho chúng cả. Liệu... Bà cứ làm theo lời tôi nói và đừng hỏi gì cả. Mà tuyệt đối, bà không được bôi nó lên mắt bà đâu, nhớ đấy. Tôi nhớ rồi. Giờ tôi phải ra ngoài có việc, bà ở nhà chăm sóc mẹ con chúng cẩn thận nha. Tôi biết rồi. Không biết đây là thuốc gì nhỉ? Và bôi vào mí mắt đứa bé để làm cái gì? Ôi, đứa bé này bị lác ư? Đêm qua nó không mở mắt nên mình nhìn không rõ. Trời, đây đúng là thuốc tiên rồi. Có thể chữa mắt lác thành mắt bình thường. Vậy mắt bình thường có khi nào sáng lên không? Mắt mình dạo này cũng kém quá. Hay là... Sau khi bà Hudi tra thứ thuốc thần lên mắt, khung cảnh trước mắt bà hoàn toàn thay đổi. Căn phòng tối tăm bỗng chốc trở thành một căn phòng sáng trưng và trang hoàng lộng lẫy. Người vợ xấu xí biến thành một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần với bộ đồ trắng muốt và suối tóc mềm mượt như nhung. Những đứa trẻ chơi quanh giường biến thành các thiên thần có cánh đang bay lượn. Hả? Trời ơi! Thật không thể tin được! Mọi thứ đã trở nên khác lạ như vậy sao? Ta đã lạc vào chốn thần tiên rồi. Bà chỉ việc chăm sóc đứa nhỏ, còn những thứ khác không cần để ý đến. Bà cứ làm theo lời tôi nói và đừng hỏi gì cả, nhớ đấy. Mình phải tuyệt đối im lặng mới được. Xem ra căn nhà này có rất nhiều điều kỳ lạ. Nếu như đây là chốn thần tiên thì chắc hẳn sẽ có nhiều báu vật. Nhờ bôi thuốc vào mắt mà mình nhìn thấy căn phòng bí mật của ngôi nhà này. Phải tranh thủ lúc hắn ta đi vắng vào xem mới được. Ôi, ta có đang nằm mơ không vậy? Nhiều vàng bạc châu báu quá trời. Một thời gian sau, vợ tôi đã hoàn toàn bình phục và có thể tự mình chăm sóc đứa nhỏ rồi. Bà có thể về được rồi. Đây là 100 đồng tiền vàng,
là tiền công tôi trả cho bà. Chỉ có 100 đồng tiền vàng thôi hay sao? Bà có vẻ không hài lòng. Với số tiền đó, bà có thể ăn tiêu thoải mái trong mấy tháng liền. Tôi hài lòng mà. Nhiều vàng bạc châu báu thế mà chỉ trả cho mình có 100 đồng vàng, có đáng là bao chứ? May mà mình đã lén giấu một ít mang về rồi. Bà hù đi. Vậy tôi sẽ đưa bà về ngay trong đêm nay. Bà chuẩn bị đồ đi. Ngay đêm nay sao? Ông ta bắt mình đi và về trong đêm, để mình không biết đường đến nơi ở của ông ta đây mà. Thật là đáng tiếc. Một thời gian sau. Bà hù đi, dạo này kiếm được nhiều tiền hay sao mà ăn diện thế? Có mối nào ngon giới thiệu cho chúng tôi với? Không đời nào tôi nói cho các bà biết bí mật đó đâu. Tôi cũng đang mong gặp lại người đàn ông đó đây. Giá mà mình có thể quay lại căn nhà đó một lần nữa, mình sẽ lấy thật nhiều vàng bạc mang về. Trời giúp ta rồi, kia chẳng phải là người đàn ông đó hay sao? Chào ông, vợ con ông vẫn khỏe chứ? Bà nhìn thấy tôi sao? Đương nhiên là tôi nhìn thấy ông rồi, còn thấy rất rõ nữa. Ông đang muốn mua kẹp tóc cho vợ hay sao vậy? Bà nhìn thấy tôi rõ thế sao? Vậy chắc hẳn bà cũng nhìn thấy rất rõ mọi thứ diễn ra trong căn nhà của tôi, đúng không? Tôi... Bà đã không làm theo lời tôi dặn, dám bôi thuốc lên mắt mình, có đúng không? Tôi không dám, tôi chỉ... Vậy chắc hẳn bà chính là người đã bước vào căn phòng bí mật và lấy cắp đi không ít châu báu. Tôi... Được lắm, bà sẽ phải trả giá cho sự không nghe lời và tham lam đồ của người khác. Bà đã biết được bí mật của ta, thì từ nay bà sẽ không bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Trời ơi, mắt của tôi không thấy gì nữa rồi. Trời ơi. Lỗi ở cây đàn. Sau một thời gian điều trị, chúng tôi phát hiện vấn đề liệt các chi của cậu Thanh không phải căn bệnh thông thường. Nó thuộc về vấn đề tâm lý. Vì vậy, chúng tôi cần phối hợp với người nhà để tham vấn tâm lý cho cậu bé. Chúng tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra. Bác sĩ cũng biết Thanh là một nghệ sĩ piano nổi tiếng. Anh ấy là người của công chúng. Mọi chuyện đều cần được giữ bí mật. Cô có biết cậu ấy đang liệt dần từ ngón tay đến cánh tay và rất có thể sẽ liệt toàn thân. Danh tiếng thực sự còn quan trọng hơn cả sức khỏe sao? Theo như lời cô kể thì từ nhỏ cậu Thanh đã bị người bố sai xỉn đánh đập chỉ vì cậu ấy chơi piano ư? Gia đình Thanh vốn nghèo khó, lúc đó Thanh còn quá nhỏ để hiểu rằng đam mê của cậu ấy đã ngốn hết bao nhiêu tiền của cải của gia đình. Để có thể cho Thanh học đàn, để mua được cho cậu ấy một cây đàn, mẹ Thanh đã phải làm việc đến kiệt sức. Tất cả là tại cái giấc mơ viễn vông, là tại cái đàn piano chết tiệt, nếu không vì nó thì... Những tháng ngày sau đó, Thanh vẫn không từ bỏ đam mê của mình. Ngày nào cũng thấy cậu ấy đứng ngoài lớp tôi để học lỏm. Tôi mến sự say mê của Thanh nên thường giúp cậu ấy được vào lớp cùng chơi đàn. Nhưng mọi chuyện chẳng mãi êm đẹp như vậy. Bố đang nghiêm cấm chơi đàn rồi mà. Con có biết đó chính là cái thứ tai họa làm tan cửa nát nhà mình không? Cây đàn chẳng có lỗi gì hết, mà con cũng chỉ muốn chơi đàn thôi. Tất cả là tại bố. Nếu bố không suốt ngày say xỉn, bố lo được cho gia đình mình sung túc thì mẹ đã chẳng mất, con đã có tương lai sáng lạn hơn rồi. Im ngay, để xem không có đàn thì mày chơi kiểu gì. Thanh, anh có sao không? Tỉnh lại đi. Ôi không, tôi đã làm gì thế này? Chuyện gì tiếp theo đã xảy ra? Cơ quan chức năng vào cuộc và bố Thanh phải lãnh mức án cao nhất cho tội bạo hành là 3 năm tù. Cũng kể từ đó, gia đình tôi đã quyết định nhận nuôi Thanh. Gia đình tôi thương Thanh lắm. Chúng tôi đối xử với anh ấy như một thành viên trong gia đình. Gia đình tôi đã tạo điều kiện để Thanh theo đuổi đam mê của mình. Và anh ấy thật sự đã không làm chúng tôi thất vọng khi liên tiếp đoạt được các giải thưởng piano. Thế nhưng vào một buổi biểu diễn quan trọng,
anh sao vậy? Tại sao anh lại không chơi nữa? Anh có biết hàng trăm khán giả... Chỉ là anh không còn muốn chơi đàn nữa thôi. Giờ anh đã có danh tiếng, có sân khấu của riêng mình. Nhưng em biết không, trong hàng trăm khán giả ngoài kia, anh không tìm thấy bóng dáng của bố mẹ mình. Bố anh nói đúng, nếu ngày từ đầu anh chịu từ bỏ piano, mẹ đã không phải làm việc đến kiệt sức, bố sẽ không vì uất hận mà phải vào tù. Tất cả đều do piano, đều do đôi bàn tay này đây. Đúng như những gì tôi nghĩ, có lẽ chính tâm lý tội lỗi đã khiến các chi của cậu ấy dần mất khả năng vận động. Cậu ấy đang ép mình từ bỏ piano trong vô thức. Ý của bác sĩ muốn nhắc đến bố mẹ của Thanh ư? Ai ở đây? Em đưa anh đến đây làm gì? Giờ anh không thể nhúc nhích tay, nói gì đến chơi đàn chứ. Mà anh cũng không còn muốn chơi đàn nữa đâu. Anh đừng tự đổ lỗi cho mình nữa. Hãy cho phép những ngón tay của anh được chơi đàn trở lại đi. Vì vị khán giả mà anh luôn mong chờ. Bố, là bố ư? Thanh à, bố xin lỗi. Thời gian qua, bình tâm suy nghĩ lại, bố mới nhận ra mình đã sai quá nhiều. Còn nói đúng, tất cả là lỗi ở bố. Là bố bất tài vô dụng, không lo được cho vợ, cho con. Đấy con xem, sau khi được sống ở một gia đình khá giả, quả thực con đã có một tương lai sáng lạn. Sau này sẽ không trở thành một kẻ nghèo hèn bất tài như bố. Không, sau bao nhiêu buổi biểu diễn thành công dưới hào quang sân khấu, con nhận ra bố mẹ mới là những vị khán giả mà con mong chờ nhất. Nhưng con biết đã quá muộn rồi. Tôi nghĩ cả hai hãy cùng nhau gạt bỏ chuyện quá khứ đi. Đã là gia đình thì có lỗi lầm nào là không thể tha thứ đâu, phải không nào? Thời gian qua, được duy nhất giúp bố vượt qua những năm tháng lao tù đó chính là hình ảnh cậu con trai của bố đánh những bản nhạc đầu tiên năm 6 tuổi. Bố đã thật sự rất hạnh phúc. Và giờ bố chỉ mong một lần được thấy con chơi đàn thôi. Anh đã từng yêu cây đàn piano đến thế nào, khao khát chơi đàn đến thế nào, anh quên rồi sao? Giờ vị khán giả quan trọng nhất đã xuất hiện dưới khán đài rồi đó. Nhưng tay anh thật sự đã vô dụng rồi. Tất cả chỉ do khúc mắc trong tâm lý cản trở con thôi. Tin bố đi, con sẽ làm được mà. Thanh, mày sẽ làm được thôi. Mày đã từng yêu đàn hơn sinh mạng của mày mà. Không, mày nhất định phải làm được. Bởi vì mẹ trên thiên đường và bố ở dưới khán đài muốn nghe tiếng đàn của mày. Thằng bé, nó làm được rồi. Cuộc đời mỗi người đều có nhiều điều tưởng như là quan trọng nhất. Nhưng sau tất cả, liệu có bao nhiêu điều có thể quan trọng hơn cả gia đình? Người thua cuộc. Cả lớp mình nâng ly cho buổi họp lớp sau gần 10 năm nào. Nâng ly. Đăng, sao giờ mới đến? Mọi người xem cậu ấy đưa ai đến này. Giới thiệu với mọi người, đây là Thanh, vợ sắp cưới của mình. Wow. Lam, sao hôm nay cậu không thử thách đấu tài uống rượu của Đăng? Ngày xưa cái gì cậu cũng lôi ra hơn thua với cậu ấy mà. Ai cũng có một mối tình đầu để nhớ. Và Đăng là chàng trai mà hồi ấy, năm 16 tuổi, tôi đem lòng cảm mến. Cảm ơn cả lớp đã bầu mình làm lớp trưởng. Mình sẽ là một lớp trưởng công minh và trách nhiệm. Thưa cô, bạn Lam đến muộn ạ. Thưa cô, em xin lỗi. Em xin phép cô cho em vào lớp ạ. Cậu ta thật quá đáng. Lam thường xuyên đi muộn nhất lớp mình. Em hy vọng cô có thể phạt bạn ấy thật nghiêm một lần, để từ tuần sau Lam không làm ảnh hưởng đến thành tích của lớp nữa ạ. Cô phạt Lam trực nhật lớp trong một tuần tới. Nếu như còn lặp lại lỗi này và ảnh hưởng đến thành tích của lớp, cô sẽ phạt nặng hơn đó. Cậu nằm đấy ủ rũ thì cũng không thay đổi được gì đâu. Nếu không muốn bị phạt thì lần sau đừng mắc lỗi nữa nha. Cậu quá đáng vừa thôi. Trong lớp có bao nhiêu là người phạm lỗi, nhưng tại sao chỉ có mình là suốt ngày bị cậu soi mói, mắc tội vậy? Bởi vì trong tất cả, cậu là người kém cỏi nhất. Cậu đừng có coi thường người khác và lúc nào cũng cho mình là nhất. Cậu có tự tin thì thách đấu với tôi nhất định sẽ tìm ra điểm yếu của cậu để vạch trần trước mặt cả lớp. Cậu muốn đấu cái gì, tôi cũng đấu hết. Mà xét về điểm nào, tôi cũng thấy mình không hề thua kém cậu đâu. Được rồi, cậu nhớ đấy, người thua phải nghe lời người thắng.
Cậu chờ xem, khi mình là người thắng cuộc, điều đầu tiên mình muốn cậu thực hiện đó là trở thành bạn trai mình. Hôm nay bạn nào muốn nhảy lấy điểm kiểm tra đầu giờ nào? Dạ thưa thầy, em và bạn Đăng lớp trưởng ạ. Tốt lắm, 1m7. Xuất sắc, 2m1. Cậu đừng quên, người thua phải nghe theo lời người thắng đó. Cố lên Lam ơi, cố lên. Lần này đừng để bị thua nữa nha Lam. Như vậy, tôi đã thách đấu Đăng không biết bao nhiêu là chuyện, nhưng chưa một lần nào tôi là người chiến thắng. Và cũng vì vậy mà chưa một lần nào tôi có đủ dũng khí nói với Đăng rằng tôi thích cậu ấy. Đây là điểm thi thử đại học vừa qua, mọi người truyền tai nhau xem nha. Không thắng nổi Đăng mấy vụ liên quan đến thể lực và kỹ năng, mình quyết phải thắng chuyện học hành. Thời gian qua mình lao đầu học ngày học đêm như vậy, mình không tin là không vượt qua được cậu ta. Lại thua nữa rồi. Lam, đây chắc là lần thứ 999 cậu thua mình trong suốt 3 năm qua rồi đấy. Mình đang nghĩ ra một hình phạt vô cùng... Cậu thôi đi, mình biết là mình sẽ không bao giờ thắng được một người xuất sắc như cậu. Cậu hài lòng chưa? Dù sao đó cũng chỉ là trò thách đấu vớ vẩn thôi mà. Bọn mình cuối cấp rồi, cậu lo thi đỗ đại học ấy, đừng nghĩ đến chuyện thắng thua. Nói chắc mình đã làm phiền cậu lắm, Đăng nhỉ. Nào, mời cậu một ly xin lỗi. Không có gì đâu, thật ra... cậu là ấn tượng sâu đậm nhất của mình hồi học cấp 3 đấy. Nói một điều mà suốt từ ấy đến giờ mình vẫn chưa có cơ hội nói với cậu. Cậu đã luôn là người chiến thắng trong lòng mình. Hậu đậu quá, có chiếc ô cũng để quên nữa. Sao anh biết chiếc ô này là của chị Lam? Chắc anh phải để ý người ta lắm mới biết được đúng không? Chẳng gì thì cũng là người anh từng thích thầm suốt 3 năm cấp 3 mà. Lúc nãy em còn nghe cái gì mà là ấn tượng sâu đậm nhất cơ mà. Nè, em đừng giận, đúng là anh từng rất yêu cậu ấy, nhưng giờ đây trong lòng anh thực sự chỉ có em. Nếu không thì anh đã chẳng dám trước mặt em nói ra mấy lời đó, tất cả cũng chỉ là quá khứ thôi. Chuyện gì thế này? Đăng đã yêu thầm mình suốt 3 năm cấp 3 ư? Lại thua nữa rồi. Lam, đây chắc là lần thứ 999 cậu thua mình trong suốt 3 năm qua rồi đấy. Mình đang nghĩ ra một hình phạt vô cùng... Cậu thôi đi, mình biết là mình sẽ không bao giờ thắng được một người xuất sắc như cậu. Cậu hài lòng chưa? Dù sao đó cũng chỉ là trò thách đấu vớ vẩn thôi mà. Bọn mình cuối cấp rồi, cậu lo thi đỗ đại học ấy, đừng nghĩ đến chuyện thắng thua với mình nữa. Có lẽ nào lần ấy Đăng định nói với mình điều đó. Thì ra trong suốt thời gian ấy, giữa tôi và Đăng còn có một cuộc thách đấu ngầm mà cả hai không hề hay biết. Đó là cuộc thách đấu xem ai là người thổ lộ trước. Và rồi cuối cùng thì chẳng có kẻ thắng người thua. Không ai trong chúng tôi đủ dũng khí để nói ra tình cảm của mình. Người ta luôn bảo nhau rằng người yêu nhiều hơn là người thua cuộc. Nhưng tôi tin rằng trong chuyện tình cảm, kẻ thua cuộc mới chính là người chiến thắng. Và nếu trong chúng tôi có một người chịu thua, thì có lẽ cả hai đã không bỏ lỡ nhau. Cả hai đã có một kết thúc khác. Phút giây sinh tử. Con căm hận họ và không bao giờ tha thứ, đặc biệt là người mẹ ruột đã sinh ra con. Con ạ, giờ người thân của con muốn gặp lại con sau mấy chục năm lưu lạc, con nên quay về để gặp lại họ dù chỉ một lần. Nhưng con căm hận họ. Mẹ ruột của con đã bỏ rơi con, nếu không có mẹ nuôi nấng thì không biết cuộc đời của con sẽ thế nào. Mẹ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nhớ hôm đó mẹ đang lái xe trên đường thì bỗng một người phụ nữ chặn mẹ lại. Khi mẹ xuống xe thì cô ấy đã bỏ đi đâu mất. Chỉ thấy một cô bé là con, lúc đó mới 2 tuổi ngồi khóc bên đường. Hồi đó phương tiện truyền thông không như bây giờ, mẹ không tìm lại được gia đình cho con nên đã mang con về nuôi. Giờ chị gái của con đã tìm được con nên trở về để gặp lại gia đình ruột thịt của mình. Nỗi oán hận sẽ chỉ khiến con mệt mỏi mà thôi. Cô gái này không có tên trong danh sách lên thiên đàng trong ngày hôm nay. Đây là thiên đàng. Tôi đã chết rồi sao? Cô chưa chết, nhưng chắc là có sự nhầm lẫn nào đó, cho nên cô mới có mặt ở đây.
Cô ấy từng có tên trong danh sách cách đây 20 năm rồi, nhưng sau đó đã được cứu và khi ấy chúng ta buộc phải gạch tên cô ấy đi. Sao lại có chuyện đó chứ? Chiếc vòng quá khứ đâu? Thử xem lại xem, có lẽ nào chúng ta lại nhầm lẫn đến thế. Xe hỏng thật rồi, làm thế nào bây giờ? Nếu không dừng được xe, cả hai mẹ con sẽ lao xuống vực mất. Cửa thiên đàng đón chào cô. Tôi đang ở thiên đàng sao? Đúng thế, chào mừng cô đến với thế giới mới. Thế con bé Bella, con gái tôi, con bé sao rồi? Con bé vẫn còn sống. Con bé đã được cứu rồi phải không? Hiện tại con bé vẫn còn sống. Chúng tôi chưa thấy con gái cô có trong danh sách tới đây của ngày hôm nay, nhưng danh sách ngày mai thì có thể có. Trời ơi, tôi cần phải cứu con gái tôi. Làm ơn, hãy cho tôi quay lại. Không được đâu, cửa thiên đàng sắp đóng lại rồi. Cầu xin thần hãy cứu giúp. Tôi chỉ xin vài phút thôi. Tôi cần cứu con gái tôi. Con bé vẫn nằm trong xe, con đường rất vắng. Sẽ không có ai phát hiện ra nó cả. Tôi cầu xin thần mà. Cho cô quay lại vài phút cũng được thôi, nhưng cửa thiên đàng đóng lại thì cô sẽ phải xuống địa ngục. Địa ngục là một nơi mà cô sẽ phải chịu đựng rất nhiều thống khổ. Khổ thế nào tôi cũng chịu, miễn sao có thể cứu được con bé. Dù không thể quay trở lại đây, nhưng cô cũng chỉ có thể sống được thêm 5 phút để cứu con gái thôi nhé. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giúp cô rồi đó. Hãy đi đi. Không thể để con nơi núi rừng hoang vu như thế này. Nhất định phải tìm được một ai đó giúp con. Trời ơi, làm ơn, tôi chỉ còn một giây nữa thôi. À, hóa ra cô gái này chính là cô bé con của 20 năm về trước. Cô đã được mẹ cô cứu sống. Là mẹ tôi đã mất từ ngày đó rồi sao? Đúng thế, bà ấy không kịp trở lại cổng thiên đàng và bà ấy chấp nhận điều đó để được cứu cô. Trời ơi, bao nhiêu năm nay tôi mang trong lòng nỗi hận mẹ. Vậy mà bây giờ tôi mới biết mẹ đã hy sinh cho tôi đến mức từ chối vào cửa thiên đàng để đến một nơi thống khổ chỉ vì muốn cứu tôi. Thôi nào, cô chưa có trong danh sách của chúng tôi đâu. Cô trở về đi. Bella, bác sĩ nói con chỉ ngất tạm thời thôi, không sao cả. Nghỉ ngơi vài ngày là được. Con làm mẹ lo quá. Mẹ, con xin lỗi. Con đã mang nỗi hận mẹ suốt 20 năm. Giờ con đã trở về rồi. Em gái. Lạc vào thế giới người chết. Ngày xưa có hai anh em trai nhà nọ, vợ đều mất sớm, sống cảnh gà trống nuôi con. Dù bao nhiêu cô gái trong làng dòm ngó, nhưng cả hai anh em đều không màng đến. Nhất là người em trai rất thương nhớ vợ, hằng ngày anh thường ra mộ thăm vợ. Một hôm: Em trai, muộn rồi còn đi đâu đấy? Mộ của vợ em mấy bữa nay bị con lợn rừng phá quá, em đã làm bẫy, thử ra xem nó đã sập bẫy hay chưa. Thế là ta đã tóm được ngươi, đừng hòng ra đây phá mộ của vợ ta nha. Ngươi thoát đi đâu, ta sẽ đuổi theo ngươi bắt lại. Anh đi đâu? Anh là ai? Đây là đâu? Đây là thế giới của người đã chết. Thế giới của người đã chết sao? Vậy thì hẳn là ở đây có vợ tôi rồi. Anh cho tôi vào tìm vợ tôi với. Đã bao nhiêu ngày không được gặp nàng rồi, tôi nhớ vợ tôi lắm. Thôi được rồi, tôi cho anh vào, nhưng gặp vợ rồi anh phải đi ra ngay. Nếu sau 3 ngày không ra là coi như anh đã chết. Vâng. Hình như vợ mình kia rồi. Mình ơi, mình ơi. Mình ơi, mình sống thế nào? Em nhớ mình và con lắm. Tôi và con cũng nhớ mình. Hai cho con tôi không thể sống thiếu mình được đâu. Làm thế nào bây giờ? Em giờ đã là người của thế giới âm phủ rồi. Bẩm Diêm Vương, vợ của tôi chết một cách oan ức. Con của tôi lại còn nhỏ quá, đang bệnh hơi mẹ. Đêm nào cũng khóc tìm mẹ. Tôi cũng ngày đêm thương nhớ vợ. Nếu không vì con thì tôi cũng muốn theo nàng rồi.
tôi ở dưới này cũng rất thương nhớ chồng con. Nếu cứ phải sống xa cách hai thế giới thế này, tôi chịu không nổi. Cầu xin người thương tình. Thôi được rồi, ta thấy hai vợ chồng ngươi thương nhau như vậy, chia rẽ hai ngươi thật không đành. Thôi thì ta cho hai ngươi trở về trần gian đoàn tụ. Đa tạ Diêm Vương. Nhưng hai người nên nhớ rằng con đường đi ra khỏi đây không dễ dàng như lúc đi vào. Ngươi chồng lại chỉ có 3 ngày ở dưới thế giới này thôi. Sau 3 ngày ngươi không ra khỏi đây thì coi như đã chết. Thời gian của ngươi đã hết 2 ngày rồi, giờ chỉ còn 1 ngày để ra khỏi đây nữa thôi. Thưa Diêm Vương, tôi nhất định sẽ đưa vợ tôi ra khỏi đây đúng thời gian cho phép ạ. Mình ơi Mình! Mình ơi! Chắc em bị thương nặng rồi, không thể đi được đâu. Thôi thì số vợ chồng mình không thể sống được bên nhau. Mình hãy về với con, kẻo không kịp thời gian nữa. Em đành ở lại đây vậy. Không được, dù nàng bị thương, ta cũng phải mang nàng về được tới nhà. Nàng lên lưng ta cõng. Mình ơi, tôi sẽ nhảy xuống cứu mình ngay đây. Sắp hết thời gian ngươi ở lại đây rồi. Qua 1 canh giờ nữa, ngươi sẽ thành người chết, vĩnh viễn không trở lại được trần gian. Không, tôi phải cứu vợ tôi. Không có nàng thì cuộc sống của tôi nào có nghĩa lý gì chứ. Mình ơi, tỉnh lại đi. Sắp hết thời gian rồi, tôi phải cõng mình qua cầu đá. Mình ơi, thế là mình tỉnh lại rồi. Tôi vui quá, chúng ta đã ra khỏi thế giới âm phủ rồi. Giờ thì vợ chồng mình sẽ mãi mãi được bên nhau. Trời ơi, mơ hay là thật thế này? Thì mấy vẫn còn sống trở về ư? Mình phải sang hỏi chuyện ngay mới được. Người anh trai thấy người em mang được vợ từ cõi chết trở về, liền hỏi cách. Người em tận tình chỉ dẫn cho anh chuyện anh đi theo con lợn rừng tình cờ lạc vào thế giới người chết. Người anh liền làm theo lời em dặn. Cuối cùng anh cũng gặp được vợ và xin Diêm Vương cho mang vợ trở về. Diêm Vương thương tình đồng ý. Cả hai người lại lên đường trở về trần gian. Họ cũng đi qua một cây cầu độc mộc. Mình ơi, cứu tôi. Trời ơi, suối sâu thế kia, nước lại chảy xiết. Nếu ta nhảy xuống cứu nạn, nhỡ đâu cũng chết theo nạn thì sao? Mình ơi, cứu em. Chỉ còn 1 canh giờ nữa, nếu người không sang được bờ bên kia thì vĩnh viễn sẽ không trở về trần gian được nữa. Tôi sắp hết thời gian ở đây rồi. Hồi thối phận không cho vợ chồng mình bên nhau, mình hãy ở lại nha, tôi đi đây. Mình ơi, tôi thương mình lắm, nhưng tôi không muốn chết. Tưởng mình thương yêu tôi nên xuống tìm tôi, nhưng hóa ra mình cũng chỉ được đến thế. Từ nay mình đừng quay lại đây nữa. Mình ơi. Diêm Vương biết chuyện của vợ chồng người anh đã rất đau lòng. Từ đó trở đi, ông cấm người sống được xuống thăm thế giới của người chết. Vì lẽ đó mà cánh cổng giữa người sống và người chết mãi mãi bị đóng lại. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.